guys, it's me, I'm Thanh from Alma English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thanh đến từ Alma English và chào mừng mọi người quay trở lại với video clip của Thanh. Thì hôm nay Thanh đưa đến cho mọi người một cái chủ đề khá là hay, đó là chúng ta sẽ học từ vựng. Mình sẽ phân biệt có một số từ vựng là mình sẽ dùng trong Anh và một số từ vựng mình sẽ dùng trong Anh Mỹ. Vậy thì các cái từ vựng đấy là như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học nghĩa và biết cách đọc của các cái từ đấy luôn. Are you ready? There we go. Như các bạn đã biết thì trong một ngôn ngữ thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái giọng ở vùng miền khác nhau. Thì trong tiếng Việt cũng vậy, mình có giọng ở miền Nam, giọng miền Trung, giọng miền Bắc. Thì trong tiếng Anh cũng thế, mình sẽ chia rất nhiều các giọng khác nhau, ví dụ như là giọng Anh, giọng Anh Mỹ, giọng Anh Úc, vân vân. Thì hôm nay Thanh muốn giới thiệu cho các bạn một số các cái từ vựng về hai cái giọng phổ biến nhất mà mình sẽ học tiếng Anh, đó là Anh và Anh Mỹ, hay còn gọi là British English và American English. Thì đầu tiên Thanh muốn giới thiệu cho mọi người một xíu, đó là British English, cái từ BRE. Cái này là viết tắt của British English. Thì các bạn khi mà các bạn search từ điển ấy, tra từ điển, thì các bạn sẽ thấy có hai cách phát âm. Một là của British English, hai là của American English. Cái này là viết tắt của từ North American English. Ok, tức là dòng Anh và dòng Anh Mỹ. Bây giờ thì Thanh sẽ có hai cột ở đây. Thứ nhất là cột British English là Thanh để màu xanh dương đúng không? Và thứ hai là American English thì Thanh để màu da cam. Thì cột màu xanh dương của Anh thì Thanh đã để tất cả các cái từ hiện lên đây rồi. Và Thanh cũng có ghi phiên âm của các cái từ này luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập, luyện đọc những cái từ này. Và bên cạnh đó là mình sẽ học những một cái số tips, một cái cách ghi nhớ của những cái dấu hiệu nhận biết của các nguyên âm hay là phụ âm mà Thanh sẽ đề cập trong ngày hôm nay nhé. Rồi, đầu tiên Thanh có từ erasure. Erasure là gì ta? Yes, là cục tẩy đúng không ạ? Ok, trong Anh, cái từ này có nghĩa là cục tẩy. Mọi người lưu ý cho Thanh một cái tips đầu tiên Thanh nhắc chở cho mọi người, đó là đuôi R. Nếu mà mình thấy xuất hiện cái chữ R ở cuối từ á, thì thường đa số nó được phát âm là âm ơ, tức là âm ơ ngắn á. Yes, mọi người lưu ý đây, ơ. Thì mình chọc âm cái từ này là âm tiết thứ hai, mình sẽ đọc là erasure. Erasure. Yes, thì tương tự mình sẽ có nước Mỹ, mình sẽ gọi cái từ này là gì ta? Ok, Thanh có một cái từ cũng tương tự là của cục tẩy. Thanh có từ rubber. Yes, rubber. Lưu ý cho Thanh nhá, mình tách ở đây là khi mà mình hai phụ âm gần nhau đúng không? Giống nhau mình tách nhưng mà chỉ đọc là một. Mình không đọc là rubber, ok? Mình không đọc rubber, mọi người nhìn cái phiên âm của nó này, nó chỉ có một chữ bờ thôi đúng không ạ? Yes, và mình đọc là rubber. Rubber. Ok, tương tự đúng không? R, R cuối từ, đây là phần dấu hiệu nhận biết của âm R. R. Ok, đọc lại theo Thanh nhá. Eraser. Eraser. Rubber. Rubber. Ok, good job. Hai từ này đều có nghĩa là cục tẩy đúng không? Eraser là cho Anh, còn rubber là dùng cho Anh Mỹ. Mọi người lưu ý nhá. Rồi, Thanh có từ thứ hai. Cái từ này Thanh biết là mọi người rất là quen thuộc. Và cái từ này đọc là gì á? Fries. Fries. Ok, cái từ này lưu ý cho Thanh, cái âm S ở cuối từ mình sẽ đọc là z, z. Còn tại sao âm S ở đây đọc là z? Thì mọi người xem lại cái video clip về Thanh đã chia sẻ về cách đọc cái ending sound S, Z, I, Z ending sound nhá. Mọi người lưu ý, mọi người có thể lên kênh YouTube Alma English để search và xem lại cách đọc đấy. Rồi, thì cái này mình đọc là fries. Fries. Cái gì ta? Yes, khoai tây, mà cái khoai tây chiên mà mình ăn ở các cái quán KFC hay là Lotte gì đấy đúng không? Lotteria gì đấy đúng không? Ok, thì cái này là fries. Fries. Tương tự, ở nước Mỹ mình sẽ gọi cái từ này là gì nhỉ? Người ta sẽ không gọi là fries mà người ta sẽ dùng từ chips. Ok, người ta sẽ dùng từ chips. Good job. Chips. Chips. Cái từ này thì cái âm S ở đây mình phát âm là S. Bởi vì cái tận cùng là âm vô thanh thì nên âm S sẽ được phát âm là S. Rồi, và lưu ý cái từ này cho Thanh, cái chữ chờ ở đây á, mình sẽ đọc là mình sẽ, đây là cái âm tròn môi nhá. Mọi người cố gắng khi mình đọc mình chu môi lên một xíu và mình đọc là ch, ch. Good job. Và mình đọc là chips. Chips. Repeat after me. Fries. Rise, fries, ok, chips, chips,
cố gắng khi phát âm mình sẽ phải di chuyển cái khẩu hình miệng của mình nhiều nhất có thể nhá, thì nó sẽ phát âm hay hơn và âm bật ra sẽ mạnh hơn, như vậy thì mình sẽ tự tin nói hơn. Ok, fries và chips là khoai tây rán đúng không ạ? Khoai tây, khoai chiên rán đúng không? Ok, tiếp theo. Yes, cái từ này khá phổ biến đúng không ạ? Yes, cái từ này có nghĩa là gì ta? Môn bóng đá đúng không? Yes, đá bóng. Và mình đọc là, lưu ý cho Thanh, cũng giống cái từ Rob ở trên, cờ cờ đây là hai phụ âm gần nhau giống nhau, mình tách ra. Thế tuy nhiên là mình chỉ đọc là một từ thôi, tức là mình không đọc là soccer, và mình đọc là soccer, soccer. Bởi vì cái âm, mà người lưu ý này, cái âm cờ này chỉ có một âm K, âm K ở dưới đúng không ạ, nó phiên âm. Và thứ hai, đó là âm R, tận cùng R là phát âm là gì ta? Mình học rồi. Yes, là dấu hiệu của nguyên âm R. Cho nên cái từ này mình đọc là soccer, 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 good job, soccer, là môn bóng đá. Tương tự mình có cái từ này ở bên Anh Mỹ là gì nhỉ? Ok, đó là football, yes, football. Cái từ này thì chắc là mình sẽ dùng nhiều hơn đúng không? Ok, rồi từ này mình đọc là football, football, football. Rồi Thanh phân tích nhá. Đầu tiên cái âm o o này, o o có một số trường hợp được là u dài, có một số trường hợp được là u ngắn. Thanh thường Thanh nói là ok, chân ngắn ấy, cái từ foot này đúng không? Đó, thế nên là đây là Thanh nhớ à, cái này là chân ngắn cho nên là dấu hiệu của âm u ngắn. Ok, đây là một cách nhớ nhá. Rồi thứ hai cái từ âm t ở đây là âm t. Mọi người lưu ý cho Thanh, bình thường mình không, mình mặc dù nó có trong phiên âm đó, foot đúng không? Thế nhưng mà khi mà âm tờ mà cộng với một phụ âm đằng sau á, và thì nó hơi bị chặn lại và nó sẽ không được phát âm rõ đúng không? Mình sẽ không đọc là football mà mình chỉ đọc là football, football, football. Ok, mọi người hình dung ra không? Mặc dù nó được phiên âm thế nhưng mà nó sẽ bị đặt đọc một cách chặn lại chứ không đọc là foot. Còn nếu mà mình lưu ý nhá, Thanh, nếu mà mình không có âm T đấy, mình sẽ đọc là football, football, khác đúng không ạ? Yes, nó không được bật âm T ở ending sound, ở cuối từ thôi, nhưng mà nó được vẫn được ghép để tạo thành cái từ football. Mình đọc là football, football, chứ không phải là football. Ok, football. Ngoài ra cái dấu hiệu thứ hai mà Thanh đưa cho mọi người đó là đuôi. Nếu mà trong từ đó xuất hiện cái từ ALL đúng không? Thì cái âm A, chữ A ở đây mình sẽ được phát âm là âm O, O, tức là âm O dài. Mọi người lưu ý rất Thanh nhá, mình được phát âm là âm O dài, O. Yes, cái từ này mọi người hay phát âm nhầm thành âm O ấy, như football ấy. Lưu ý không được như vậy nhá, mà nó là âm O, O. Rồi, âm O mà nối với âm L đằng sau là O, O. Yes, và nối với âm trước mình đọc là football, football. Mọi người lưu ý nhé, âm l, l, l của Thanh cong lưỡi lên, kết thúc cái từ đấy mình vẫn cong lưỡi lên thì mình phát âm chuẩn nhá. Football, good job, đọc cái Thanh nào. Soccer, soccer, yes. Football, football, good job. Cái hai từ này đều có nghĩa là đá bóng luôn. Từ tiếp theo đó là từ mail. Mail, cái từ này từ lá thư đúng không? Mình hay xuất hiện trong từ email hoặc là Gmail các kiểu đúng không ạ? Rồi, lá thư, mail. Mọi người lưu ý cho Thanh, âm I ở đây ấy, mình đọc là âm A, A, âm E-I chứ không phải là âm E trong tiếng Việt. Hay nhiều người hay đọc là âm mail, 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 nhưng mà không phải là mail nha, mà là A, A. Và mình đọc là mail, mail, mail. Good job, nó hơi giống âm E thôi nhưng mà không phải là âm E nhá. Ok, mail là lá thư đúng không? Tương tự ở bên Anh Mỹ mình không dùng từ mail, người ta không dùng từ mail mà người ta dùng từ gì ta? Mọi người xem người ta dùng từ gì nhá. Ok, người ta sẽ dùng từ post, post. Cái này là cũng là lá thư, post. Âm O ở đây mình đọc là O, O, và mình đọc là post, post. Mọi người cố gắng nhá, cố gắng phải đọc theo. Bởi vì khi mình xem thôi mà mình không đọc theo ấy là mình sẽ không thể luyện tập được. Ok, cố gắng đọc theo, Thanh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần các cái từ mà mình sẽ xuất hiện ở trong này đúng không? Rồi, dù rằng đằng nào mình cũng mất thời gian mình xem đúng không? Vậy thì mình xem cho trọn vẹn và mình cố gắng đọc theo để mình cải thiện được cái khả năng phát âm của mình nhá. Rồi, repeat after me. Post, post, yes. Và cái đây là mail, mail. Và cái này đọc là post, post. Good job.
Cả hai cái này đều là thư nha. Rồi, tiếp theo. Yes, cái tên này là bộ phim đúng không? Xem phim, bộ phim. Mình đọc là movie. Movie. Ok, lưu ý sang âm E ở cuối từ nó là âm câm. Cho nên các bạn khi nhìn vào phiên âm nó sẽ không xuất hiện cái phiên âm của âm E ở đây đúng không? Và cái âm O ở đây nó là U dài, chống nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất. Và mình sẽ đọc là movie. Good job. Movie. Movie. Ok, âm U dài nhé, mọi người lưu ý rất thanh. Khi mà mình đọc âm U dài, cái khẩu hình miệng của mình sẽ chu lên một xíu. U. U. Yes, và mình đọc là movie. Movie. Good job. Ok, tương tự cái bộ phim đúng không? Phim, movie. Thì ở bên này mình sẽ có từ như cái từ phim ở trong Việt Nam mình hay nói. Yes, ở Anh Mỹ người ta có cái từ film. Film. Ok, cái từ này mình không đọc là phim, phim nhá, giống tiếng Việt nhá. Mình sẽ có một cái âm nữa mà mọi người hay phát âm sai, đó âm ờ, âm L ấy ạ. Âm L. Và mình đã sẽ là cái từ này gồm các âm tiết sau. I. Ừ. Và mình đọc là film. 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 Yes. Film. Rồi, mình không đọc là phim, phim, phim. Ok, mình là film. Yes. Và cái tên này là movie. Film. Repeat after me. Movie. Movie. Film. Film. Good job. Rồi, tiếp theo mình có cái từ khá hay. Cái này là Thanh thấy học viên của Thanh, những các bạn trẻ trẻ ấy, bạn hay nói à, cô em có một cái đôi giày sneaker rất là đẹp, kiểu như thế. Thì Thanh không biết dịch cái giày sneaker ở trong tiếng Việt nó như thế nào nữa. Tức là cái giày mà nó giày thể thao đúng không? Kiểu giày thể thao đúng không? Nó có dây buộc đó, ok, sneaker. Và lưu ý cho Thanh cái đọc của từ này nhá. Thứ nhất, lưu ý cho Thanh âm EA ở trong trường hợp này đó là âm dấu hiệu của âm I, tức là âm I dài. Khi phát âm I dài mọi người cười lên một xíu, lưỡi để giữa không trung và không chạm vào hai, không chạm ở phía trên cũng không chạm phía dưới. Nhớ nhá mọi người. I. I. Good job. Không chạm trên chạm dưới nhưng mà hai cái bên cạnh của lưỡi mình sẽ chạm vào cái hàm răng ở dưới nhá. I. I. Chỉ cần cười lên là có thể phát âm được từ này rồi đúng không ạ? Yes. EA là dấu hiệu của âm I dài. Bây giờ mình đọc là snee. Snee. Ok, tương tự đuôi R là dấu hiệu của âm gì nhỉ? Nếu mà cuối từ. Yes, good job, đó là âm ơ. Ok, thế nên mình sẽ đọc là sneakers. 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 Good job. Tương tự sneakers ở bên Anh Mỹ mình có từ gì nhỉ? Người ta không gọi là sneakers đâu, mà người ta sẽ dùng một cái từ khác, đó là trainers. Ok, cái từ này là trainers. Người ta sẽ dùng từ trainers. Lưu ý cho Thanh cái thứ nhất đó là âm R. Đây âm R cũng đọc là âm R, được chưa? Là hai cái từ này bởi vì nó là đôi giày á, thường thường nó phải có một hai chiếc, thế nên là luôn luôn để số nhiều nhá. Luôn luôn để số nhiều giúp Thanh. Và một lưu ý nữa đó là âm tờ R ở đây mình sẽ không đọc là âm tr nhá. Và mọi người nhìn phiên âm này, nó phát âm là tờ R. Thế nên mình sẽ đọc là tr. Đó. Và mình đọc cả câu là trainers. 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 Âm A nhá. A, A. Trainers. Trainers. Good job. Repeat after me. Sneakers. Sneakers. And trainers. Trainers. Đó là cái giày thể thao đúng không? Bây giờ mình sẽ dành thời gian một chút để ôn lại, ôn tập lại để xem mình có nhớ được hết các cái từ hôm nay mình đã học với nhau không. Và thứ nhất là mình nhớ từ này, thứ hai là mình biết cách đọc của nó luôn này, và thứ ba là mình đã có một số cái tips để mình nhận biết các cái dấu hiệu của bên nguyên âm. Tức là khi mà lần sau á, khi mà mình gặp cái từ đấy mà ở cái dấu hiệu đấy ở một cái từ khác, các bạn vẫn có thể hình dung ra à cái từ này trong trường hợp này, ví dụ cái từ er đúng không, trong trường hợp này nó phải đọc là ơ bởi vì nó ở cuối từ ơ ngắn. Yes. Chứ các bạn sẽ không phải tra từ điển hay làm gì nào nữa đúng không? Yes. Mọi người lưu ý giúp Thanh nhá. Ở bên này Thanh có từ rapper. Yes. Rapper, đuôi R cuối cùng là đuôi R. Thế nên cho nên mình sẽ đọc là rapper. Và cái từ này là cục tẩy. Vậy thì trong Anh thì mình có từ nào cũng là cục tẩy ta? Yes, good job. Eraser, right? Eraser. Mọi người đọc ra nhá. Eraser. Eraser. Yes. Mình có eraser và rapper. Ok. Next one, mình có từ trips.
trips là gì? Khoai chiên đúng không ạ? Trips, khoai chiên. Thì mình có từ bên Anh là gì ta? Yes, fries. Fries, fries. Rồi, trips và fries. Tiếp theo, mình có từ đá bóng. Yes, ở bên Anh Mỹ là football. Football, football. Vậy thì Anh là soccer. Lưu ý nhá, soccer không phải là soccer nhá. Soccer, good job, soccer. Tiếp, tên này là thư. Post, post. Vậy thì Anh là yes, mail, mail, mail. Rồi, tiếp, film, film, film. Vậy thì Anh là yes, movie, movie. Good job. The last one, trainers, trainers. Vậy thì Anh là sneakers, sneakers. Chúng ta đã vừa ôn lại, vừa học cách đọc này, vừa học cách nghĩa của nó này, vừa phân biệt nó là Anh hay Mỹ này. Và cuối cùng là mình đã ôn tập để nhớ từ xong. Bây giờ đến cách chúng ta phải luyện tập nhá mọi người. Biết cách đọc rồi chúng ta phải luyện tập. Thì bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cùng với Thanh. Còn bên cạnh đó, sau khi mà kết thúc video clip thì mọi người có thể tự luyện tập tại nhà nhá. Mọi người sẽ mở video clip lên xem rồi đọc đi đọc lại các cái từ này nhiều lần. Bởi vì thói quen ngày xưa là mình đang phát âm theo kiểu là mình theo quen cái thói quen cũ của mình rồi. Cho nên là để mà thay đổi một cái hành vi mới, một cái thói quen mới, mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế như vậy thì cái phát âm của mình mới cải thiện được và nó mới đúng được với chuẩn hơn được, đúng không ạ? Rồi mọi người đọc cho Thanh nhá. Eraser, eraser, eraser. Rubber, rubber, rubber. Fries, fries, fries. Trips, trips, trips. Thanh đang đọc rất chậm, mọi người lưu ý đọc cùng Thanh nhá. Tiếp, soccer, soccer, soccer. Football, football, football. Mail, mail, mail. Post, post, post. Movie, movie, movie. Film, film, film. Sneakers, sneakers, sneakers. Trainers, trainers, trainers. Vậy là chúng ta đã kết thúc cái bài học phát âm ngày hôm nay. Thanh hy vọng là sau cái bài học này các bạn sẽ học được cái cách phát âm, cách phân biệt từ Anh từ Anh Mỹ. Và bên cạnh đó mình cũng học được cái cách phát âm của những cái từ đấy một cách chính xác, một cách đúng hơn. Và một điều đặc biệt nữa, khi mà mọi người xem các video clip của Thanh ấy thì sẽ có xuất hiện rất nhiều các cái tips, các cái kỹ thuật để mình có thể ghi nhớ được các cái dấu hiệu nhận biết của các nguyên âm. Bởi vì mọi người hình dung là cái phụ âm á, thường á, thì trong phụ âm thì tiếng Việt như thế nào thì tiếng Anh sẽ được viết như vậy. Thế nhưng mà nguyên âm thì nó sẽ là không được viết như thế, mà nó sẽ phải có những cái dấu hiệu nhận biết để mình có thể xác định được. Thanh lấy ví dụ như cái âm EA này đúng không? Mình không đọc là âm E hoặc là âm A, mà mình đọc là âm I. Vậy thì chúng ta phải học dấu hiệu nhận biết của nó. Còn phụ âm ví dụ cái âm S đúng không? Mình vẫn đọc là S. Âm N mình vẫn đọc là tức là cách phát âm nó hơi khác thôi. Tuy nhiên, nhưng mà là cái cách viết của nó giống y hệt, đúng không? Đây mọi người nghĩ viên này, S này, N này. Cái EA là nguyên âm cho nên là nó chỉ xuất hiện là âm I, I dài thôi. Âm K thì vẫn là một K, đúng không? Âm R đấy là nguyên âm cho nên xuất hiện là âm Ơ. Chính vì vậy tại sao trong cái các video clip mà học phát âm ý, Thanh luôn luôn đề cập đến cái trường hợp là chúng ta phải biết được cái dấu hiệu nhận biết của âm nguyên âm để khi mà chúng ta gặp vào cái trường hợp khác thì chúng ta có thể phát âm được luôn mà chúng ta không phải tra từ điển hay là phải phân vân xem là nó đọc như thế nào. Đó là khi mà Thanh lấy ví dụ hình dung nhá. Ở đây cái âm R đúng không? Thanh nói trường hợp nhất đó là mình có từ eraser là âm Ơ. Tương tự mình có rapper là âm Ơ. Rồi tương tự mình có soccer cũng là âm Ơ. Rồi tiếp theo mình có sneakers cũng là âm Ơ. Và trainers cũng là âm Ơ. Mọi người có thể thấy nó giống đúng không ạ? Cũng là đôi R, cũng là đôi R và ở cuối từ. Vậy thì mình rút ra một quy luật đó là nếu mà xuất hiện đôi R của từ đa số thì nó sẽ được đọc là âm Ơ. Được chưa mọi người? Okay, that's it for today. I hope that you will learn something from my videos. And if you think my videos is useful for you and for a lot of people, so please like and share and subscribe for
Ama English Channels. Và kết thúc video này, Thanh hy vọng là mọi người sẽ học một điều gì đó qua video clip của Thanh. Nếu các bạn thấy video clip này hay và hữu ích thì các bạn có thể share, like và share video clip và subscribe kênh YouTube của Ama English để đón chờ những video clip học phát âm cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết hay ho về phát âm, về giao tiếp trong tiếng Anh. Hẹn gặp lại các bạn. See you!